Hôm nay ngày 14 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Thương mại Du lịch và Đầu tư Australia, ông Dan Tehan đã vừa chính thức kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Chuyến đi đã đánh dấu những bước tiến quan trọng trong nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Australia. Đây là lời khẳng định của Bộ trưởng Dan Tehan trước khi rời Việt Nam đến Nhật Bản để tiếp tục chuyến công du đến năm nước gồm Singapore, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ. Người tiêu dùng Australia giờ đây có thể tiếp cận các loại nông sản của Việt Nam như nhãn vải thanh long và xoài, còn người tiêu dùng Việt Nam có thể thưởng thức cam quýt, anh đào và nho tươi ngon của Australia. Mang theo những sản phẩm tiêu biểu của đất nước giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Thương mại Du lịch và Đầu tư Australia ông Dante Han cho rằng Việt Nam có khả năng sẽ trở thành thị trường xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp lớn thứ 5 của Australia trong năm nay, năm 2021 thay vì thứ 9 như hiện nay rất nhiều doanh nghiệp australia muốn mở rộng đầu tư lâu dài tại việt nam remit có thể coi là một ví dụ điển hình trong lĩnh vực giáo dục và đó cũng là mục tiêu quan trọng trong chuyến đi lần này của tôi mở rộng và thắt chặt thêm quan hệ đối tác với việt nam không chỉ trong giáo dục nông nghiệp hay tài nguyên mà quan hệ đối tác có thể mở rộng ra nhiều lĩnh vực chúng tôi muốn trở thành đối tác có thể thực sự hỗ trợ nền kinh tế việt nam theo đánh giá của Bộ trưởng Dan Tehan, Việt Nam có sự tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trong nhiều năm qua, khiến cho thị trường này đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều doanh nghiệp Australia. Theo như kết quả các cuộc thảo luận với ông Trần Tuấn Anh, Australia và Việt Nam sẽ hoàn thiện chiến lược nâng cấp quan hệ đối tác kinh tế vào tháng 10 tới đây. Đây được coi là dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên hai phía đưa ra một cột mốc thời gian cụ thể. Tôi rất mong đợi đến cuộc gặp mặt này trong tháng 10 sắp tới. Bộ trưởng Dan Tehan bày tỏ ấn tượng trước tầm nhìn và những kết quả đạt được của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc phát triển kinh tế, vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế tích cực. Australia và Việt Nam đang nỗ lực phát triển quan hệ thương mại song phương với mục tiêu trở thành một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau và tăng gấp đôi giá trị đầu tư tại mỗi quốc gia.